lắm, phải phạt vậy cho bỏ tật. Biểu ăn cái đồ mua mắc tiền thấy mồ, không nhớ không ăn. Tát mấy tát rồi cho nó quen, nó cưng cưng nhưng mà không có chiều, chiều nó quen đi. Gọt cái dưa bưởi. Bưởi làm nấu chè ăn chơi. Gì ở Việt Nam giờ chưa ngủ hết ta. Nè gọt gạo bưởi nè, cúng Phật mà giờ bưởi cũng thúi nữa. Anh Mỹ sao bây giờ đồ đạc từ ở tiểu bang này nó qua tiểu bang kia dở quá. Chân dưa nó cũng mau thúi, mà chân bưởi giờ thấy nay thúi trái là đặt lấy xuống. Cái gì nè, năm đồng trái, $5 ăn trái. Lấy cái giá bưởi nó vỏ xanh thì làm thuốc, còn cái ruột của vỏ này nấu chè. Cái vỏ xanh này tôi phơ tôi làm thuốc, mà mứt cũng được. Nhớ hồi cái phong trào mới ra bưởi, quý vị nhớ Sài Gòn hồi năm chín mấy, trời ơi mới phong trào mà ra chè bưởi, ô nó đắt sao đâu. Nhớ lúc đó tôi mới vừa lên Sài Gòn, những cái năm đó ai nhiều người ở dưới quê còn lên thành phố bán chè bưởi, ở đây làm gì đó lên bán chè bưởi. Hồi xưa nó chè bưởi thiếu gì nữa chú, thiếu gì nữa đó, mua thiếu gì hả? Dạ.
Bởi vì mình cái ống nó cũ á, nó cũ rồi bây giờ làm cái mới nối lại đó, nó nhiều cái nó không có khớp, mua mà về nó không có khớp. Đó mà ông chạy tới chạy lui hết thời gian. Cũng gần đang đỡ lắm. Rồi cũng đỡ. Cũng đỡ lắm. 10 giờ mấy ông mới tới đó, tại vì ông muốn thêm đàn nữa tôi uống trà. Kẻ sắc cái mai nó chè bưởi cũng Phật rồi cho Phật tử ăn. Nay có ai tới không? Mai với cô mới tới. Thế hả? Chưa tới đầu tháng mà. Tuần sau với là 31 cuối tháng đấy thầy. Cuối tháng nhưng mà với cậu nó mới đi sớm rồi. Từ thằng lùa hồi tới âm lịch nữa. Tới âm lịch với cậu đi nữa. Thế à? Thầy cần mua gì nữa không? Quên vụ thôi khỏi tới mua miếng tàu hũ chiên tương, nhưng vì nó còn đò nhưng mà già đâu mua kịp đâu. Tổ mềm, tổ chiên tương với tổ mềm. Cái thầy có hôm nọ đây có cái là con cái thầy hổm hôm qua rồi đó. À đấy hả? Còn được cũng biết không có con hỏi, con chưa hỏi thầy hoài mà thầy dặn không chịu dặn cân. Không có thiếu gì đồ ăn nhưng mà tại vì nó còn nấm kim chi, nó còn tối thầy nấu nổi canh chua rồi người ta thích lắm rồi. Mèo. Mai thầy có nấu canh chua không? Thì nấu canh chua cho mấy cô đó. Tôi thấy cái trái bưởi gọt nấu chè bưởi chơi. Hồi xưa nhớ chè bưởi này mới ra đời á, nó cực lắm. Mình nó ớn ăn ớn nhận mà mới nhiều quá người ta phải leo là ta đạp á. Chứ hồi đâu có máy đồ dắt như bây giờ. Hồi đó là vậy không ông, chứ bây giờ đâu có máy dắt như bây giờ. Thành ra cho nên giờ mình nhớ cái gì nó cũng hiện đại hết trơn á. Thôi để sắt này cho nó xong rồi. Giờ cái gì nó cũng hiện đại hết trơn á. Chứ đó tôi nhớ ở dưới quê á, cái giò hộp hèn không vậy đó. Là cái hồi đó Sài Gòn họ đạp lá xăm, họ đạp giò bưởi nè. Vậy mà ăn khen ngon không, chứ có thể sáng mắt thì ăn chứ. Giờ thì nghe nó có cái máy dắt rồi. Vì cái này cực lắm. Phải ngâm nước muối rồi dắt cho nó hết cái chất the nó đó. Nó tạo ông trái hồi đem về cho bà ngon lắm á. Không, bữa này ngon là đằng này không thích ăn bưởi mà sao tự nhiên mua bữa này thấy có lý nè. Tính mua thì cúng Phật cho nó lâu chứ đâu nghĩ nó mau hư đâu. Chắc là đã để lâu rồi, để tiểu bang này qua tiểu bang khác á. Ngon truyền tải. Nó ngon là được ha. Tính để mua cúng Phật chứ tôi đâu có mua ăn đâu. 3.5 đồng hay là 4.5 đồng gì trái nè, cũng như 5 trên dưới là thế rồi luôn, 5 đồng á. Thì bữa đi cúng Phật đó mắc rẻ gì rồi, thích cúng cái màu vàng. Cái bữa nó màu vàng á. Này này cúng Phật là không có mắc rẻ, ủa? Không phải nữa mà dạy dục đi á. Nó bị thúi á. Ở đâu có chỗ đó nè. Dùng trái. Còn mắc hơn trái dưa con mua nữa. Mà cái dưa không được đi vậy, làm gì vậy? Nằm đi tới cái tiểu bang mình nó xa quá rồi các cái nơi nó không... Nó gửi về vả? Gửi về nó không... Lâu lắm rồi, tới mình là lâu lắm rồi. Về lại còn giữ thêm một thời gian để mà cúng nữa. Nhưng sao chê mua bao nhiêu tiền dục hết mà thì được. Đứng đâu là nói vậy, mình nó chín hay nó không chín đâu. Cái thằng ta mua giờ người ta cũng la lắm mà. Vậy làm sao vậy? Cái ta thấy mà... vậy với thầy đâu biết làm sao. Không chín. Nó khô rồi ha. Mấy em nó xong hết trơn ở miền Bắc rồi. Mai nó về rồi. Dạ. Nó đi đọc thầy phát vô. Hả? Thiếu vô 1.4 triệu mấy chục bao nhiêu tụi nó cúng không? Thì thiếu hụt vô á. Dạ. Nhưng mà cái quỹ 10 triệu thì vẫn còn để nó đặng không lấy ra đi 1 triệu đó nó của thuộc Việt Nam. Nhưng mà lúc nào cũng có để giúp cho mấy người mà rủi có đồ có chuyện đặc biệt á. Giống như cái ông kia muốn giúp chưa giúp chết rồi á.
đã bữa rồi đúng hơi. Nhưng tính là đã bữa là không có bỏ gì hết trơn á. Thế à? Nhưng cái này cũng nấu thuốc uống nè. Cái vỏ ngoài á? Nè, cái vỏ ngoài cũng làm thuốc. Cái vỏ vỏ trong bớt chất the làm chè. Là cái vỏ trong này nữa cũng làm thuốc. Tính ra giờ bữa không có bỏ gì hết. Đó, giờ bắt nó ban ngày nó phải ở ngoài vậy đó. La riết hết la hà. Sáng này tụi mình giận tát cho mấy tát á, chứ mà sao tát rồi nghĩ là thương không ơi. Mà giận quá. Biểu nó ăn cái kẹo đó mình mua nó mắc tiền lắm. Cho nó ăn cho nó đừng đặng mình khỏi đi đánh răng nó, với ngày nào cũng đánh răng nó. Rồi lạnh nữa mà nó dục đây luôn sao? Ai dục đây. Không, để lại cái này nữa. Nó dục đây là cho nó làm phân. Dạ. À, cái nó không ăn, mà biểu nó hả miệng ra nó không hả, nó cà chớn rồi đó, mà nó lì nha, tới chừng mà giả nó rồi là nó nằm chết, nó không biết khóa không mà lớn gan vậy đó, chó mà nó cũng lớn gan nữa mà không. Tôi tính là thế bây giờ Phật tử họ thương. Mà thương mình thì mình phải làm gì cho họ có phước. Biết rằng tu hành á, cần cái phước vô lậu chứ không cần cái phước hữu lậu. Nhưng mà người đời thì phải có cái phước vô hữu lậu để họ mới sống. Nói chứ Đức Phật nói nghèo quá cũng khó tu, mà giàu quá cũng khó tu, thấy không? Chắc tôi định chuyện mà chắc có thể thành tựu là giờ tới Phật Đản á, muốn cắt cho cái người nghèo á một hai căn nhà để đi coi cái người nào thiệt là nghèo á mấy căn nhà. Qua mấy chuyến từ thiện xong thì giờ Phật tử họ vui lắm, họ thấy mình làm rõ ràng thực tế họ vui, họ nói nếu thầy làm thì con ủng hộ. Mà tôi nói thôi, tôi nghỉ ngơi chứ tôi không làm từ thiện hoài đó. Uống sữa đậu nành không mày? Uống miếng không? Tối ngày mà đi. Ôi giời, kinh khủng, mày cưa rồi đó hả? Gì vậy? Mày cái ống đó thầy, cái ống này. Chứ là... Ừ. Mày thay bằng BBC hết rồi hả? Ờ. Ừ, ok. Không uống rồi cưng, uống không? Uống có cho mày. Có hả? Ok. Nhưng mà thôi thầy... Thầy biết không, nếu mà con nói thật, nếu mà thầy định xây nhà cho người nào đó thì có muốn tiền nó phải lớn chứ không phải nhỏ đâu. Không có xây cho người nào, bây giờ để coi cái người nào mà thí dụ như bây giờ một cái hoàn cảnh nào họ khó khăn quá mà họ còn thế hệ sau á, thí dụ như có những cái hoàn cảnh như họ hai mẹ con, giờ bà mẹ bà già nhưng mà đứa con nó bị tâm thần thì mình có thể xây được, đã coi người kế thừa. Rồi nếu nhiều khi xây mà xây cái người sắp chết rồi làm sao? Thì thôi thì lỡ để vậy, một là nhà nước nuôi, hai là mình giúp cho họ chỗ nào đó. Nhà nước nó có cái vụ nhà tình thương là sao thầy? Con thấy nó bảo nó xây nhà tình thương nó cho đó. Nó nhiều mày việc, nhà tình nghĩa khác, nhà tình thương khác. Nhà tình nghĩa là những người có công. Nhà tình thương là những người nghèo quá nghèo mà cùng khổ, nhà tình thương. Còn ví dụ nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình, nhà đồng đội rồi là những người có công với mấy ổng đó. Dạ. Mà xây phải có trí tuệ. Gặp ví dụ như cái người nào đó họ già, họ 80, 7 mấy 80, họ nằm chỗ rồi mà họ không có người nuôi. Bây giờ có xây họ rồi, họ vài năm, hay một hai tháng, hay học hai năm, họ chết rồi nhà đó cho ai, ví dụ vậy đã phiền nữa. Ví dụ như xây phải coi cái người nào, dù còn vợ còn con hay là vậy đó. Nó thường thường á, cái người nghèo á, nó ngộ lắm ông ơi, nó dẫn theo một cái loà, một cái đoàn nghiệp lực. Thí dụ như bà mẹ có như đứa con á, bữa con tâm thần thì gặp bà mẹ thì bệnh tật, nó kéo nhau vậy đó. Mà đứa con nó lại có hiếu, có thằng tâm thần đó, nó tội nghiệp, nó không được bình tĩnh mà nó đi xin, nó đi lượm da chai, nó đi bán vé số, nó đi về nuôi mẹ nằm chỗ. Những người con vậy thì nó lại có hiếu, phải không?
Còn những người con mà nó giàu có, nó của cải dư giả thì lại nó coi cha mẹ thường. Rồi cái nó về nó đi bán thì cái nó ôm mẹ nó hôn, nó nói, mẹ mẹ đừng có chết, mẹ bỏ con nghe, vân vân. Nó đời nó cái nó là rõ ràng nó nợ với nhau, quan trái với nhau. Đây đứa con này nó mắc nợ bà đó thì nó phải đầu thai nó trả. Hồi xưa tôi nhớ quê tôi có cái ông đó tên là ông Ba Nhiễu. Ông Ba Nhiễu là ông biết cái ông bị sức, giống như sức môi sao bây giờ quên rồi, lâu quá rồi, bây giờ mấy chục năm. Tôi nhớ là ông cứ nhiễu tối ngày lòng thầm nè. Vậy mà ai cho cái gì cũng đem về cho mẹ trước cái đã. Tôi nghĩ giờ chắc ông chết rồi, bây giờ không còn đâu. Tại vì tôi đi nay cũng 31 năm mà. 31 năm thì hồi thời đó ông đó cũng là 50-60 tuổi rồi, giờ không còn. Mà mẹ thì chắc chắn không còn rồi, và ông đó tôi nghĩ cũng không còn. Bất cứ ai cho cái gì đi ra ngoài chợ á, nhiều khi tao thấy ông về tầng nghiệp tao cho ông ba tô bánh canh hay là tô bún vậy đó. Là ông đang nghĩ ông xin cái túi ông định đem về cho mẹ trước cái đó. Nó thấy có những người nó họ bệnh tật vậy mà họ biết có hiếu với mẹ. Còn ngược lại biết bao nhiêu thằng giám đốc, biết bao nhiêu thằng bác sĩ, thằng kỹ sư, thằng luật sư, thấy không? Mà nó có tiền của mà nó đâu có nuôi mẹ nó đâu. Nó coi cha mẹ rất là rẻ. Thì như vậy cái này nó cũng là dính vô cái nhân quả, nghiệp báo gì đó. Thế giống như cái ông đó, thì nó bây giờ có những cái hoàn cảnh tôi biết vậy đó. Nghèo nó dẫn theo cái nghèo. Rồi gặp là cha mẹ khùng thì có đứa con nó nghèo. Hoặc là cha mẹ nghèo có đứa con nó khùng. Ôi thấy cái nghiệp chúng sanh nó ngao ngán làm sao không? Tôi giờ thấy mấy đứa nó quay cái cảnh năm nay đi phát quà, nó mới là sáng nó đăng xong cái hai video miền Nam, ngồi coi lại các hình ảnh mình thấy nó thấy thảm não. Có những người họ che mấy cái miếng bạc, cái miếng đó, miếng mũ thứ bên nhà nó vậy đó, họ che rồi ở để cái giường họ ngủ cho qua ngày đoạn tháng chứ nghèo quá. Có những người thì coi như là tật nguyền nằm chỗ rồi bò lết thì thấy sao nó thảm não. Bởi vì mình nhìn lại mình thấy mình may mắn, nên Đức Phật nói cũng dạy chúng ta đó, hãy trân trọng những cái gì có hiện tại, chứ tới ngày nào đó mà tay chân mình nó cầu hiều rồi, lúc đó mình đi một bước không bước được thì lúc đó hối hận nó muộn. Thành ra giờ tôi thấy vậy thấy thôi. Cũng là năm tới là kỷ niệm tuổi năm nay chứ, là năm nay đó là Tết âm lịch thì chưa tới, nhưng mà năm 2001 thì cũng là kỷ niệm 25 năm ngày tôi đi giảng đó. Thành ra tôi tính thôi, bây giờ từ đây tới Phật Đản tính coi sắp xếp cho mấy đứa nhỏ nó đi coi những cái gia đình nào mà thật sự khó khăn mà phải có cái người ở lại đó, ví dụ như cái người lớn chết thì còn người nhỏ nó tiếp tục ở có trò ở đó. Mà cái nhà thì chắc khoảng chừng 40-50 triệu thôi. Ví dụ như có hai người, hai mẹ con hay là hai vợ chồng hay là hai bà cháu thì mình có cái nhà khoảng bên Việt Nam khoảng ở dưới quê mà 40-50 triệu, nhưng mà xây tường đàng hoàng. Chứ không có đi xin mấy cái cây tầm bậy tầm bạ rồi cắt vô rồi mới muốn nó mục tự thiện người ta nữa. Nhưng mà đất đâu thầy xây? Không thì người ta có nhà, người ta có đất sẵn. À, phải có người có đất sẵn mới được á. Chứ giờ không có đất đâu xây. Ví dụ mấy người ta nghèo quá, ta có miếng đất mà ta không có khả năng ta che. Giống như hồi xưa, thật ra hồi xưa chắc ta cũng có tiền có của. Cho mình nghĩ, nhưng cuộc đời giống như nó mỗi lúc nó mỏi mòn. Như hồi xưa đó, có cái hoàn cảnh gia đình này có hai cha con rồi người... có ba bốn con vườn xong, nhưng mà người thì đậu chúa rồi. Cái thằng con thì nó học ở Sài Gòn nên cuối năm rồi nè, nó đi về quê hăng máu lắm. Người ta đây công tử nó Sài Gòn học mà về quê cái lấy xe gắn máy rồi cũng xỉn rồi chạy thì gặp cái thằng kia, nó cũng chạy ngược chiều, hai đứa nó ủi. Thì cuối cùng thằng thì
gãy tay, còn thằng thì coi như bể hộp sọ, thằng gãy chân gãy tay đó. Nhưng mà cuối cùng thì biết thân nhiều thế, cái thằng bể hộp sọ đó nó không có thân thế gì hết. Thằng mà ủi gãy tay gãy chân gì đó, nó là cháu của ông phó tỉnh trưởng. Cho nên khi ra tòa thì cuối cùng là thằng kia trắng án. Dầu thằng kia nó đụng, mình biết như vậy đó là Phật tử ruột của tôi đó, nhưng mà mình không nói được. Tại vì ta biết thân nhiều thế, bạn hiểu không? Thằng này giờ có chạy, giờ bây giờ lo bán đất bán điền mà lo chữa cái hộp sọ chứ còn chạy đi kêu đâu. Ở Việt Nam mình có kêu trời cũng đâu có thấu không? Chính là Phật tử ruột của tôi đó, Phật tử quen biết, không phải ruột cái gì, có nghĩa là Phật tử mình biết cái qua cảnh đó. Nhưng mà đâu nói được, mình có nói cỡ nào cũng vậy à. Thành ra lúc đó vậy cái tôi mới đi kêu gọi coi như cắt được cái nhà, coi như bắt cái đất đó, ba công mấy đất đó ông cầm, giờ ông hẹn mấy năm, ông không chuộc lại là mất, thấy không, người ta mới đồng ý. Rồi mấy năm đâu có tiền chuộc, ông nghĩ cái nó lụng luôn rồi mẹ nó vậy bỏ ra đi. Ở Việt Nam bây giờ có tình trạng đó đó, cái mẹ nó bỏ ra đi luôn. Rồi ông cha phải nuôi con rồi nó lụng xuống tới mấy, nơi đúng cái hợp đồng thì không có tiền chuộc đất. Ba công mấy cầm nó hết đâu, cầm mấy trăm triệu lúc đó chữa hộp sọ, nhưng mà rồi á, cũng không đủ đầy, rồi bây giờ coi như nó cũng... ngơ ngơ ngáo ngáo nằm vậy. Rồi ông già nó làm nghề kiển á, nghề qua kiển, nghề bô sai á, nó vậy thôi. Rồi thật ra thì hồi đó, lúc đó tôi bệnh thì lúc nào cũng hả, mỗi lần mà có quà cáp cái gì đó thì cũng phải nhớ hai cha con ở trước thì mình giúp vậy thôi, chứ mình đâu có giúp hơn được. Còn cái nhà kia nó giàu thấy mồ mà nó, khi nó trắng án, nó không có tội thì nó đâu bao giờ nó rớt chi nữa, nó mang tiếng rồi nói à này kia nọ. Thành ra khổ lắm, đời á, khi cái nghiệp lực nó đến rồi á, mình sống trong một cái quốc gia nào nó cũng là cái nghiệp của mình, cái nghiệp nó cộng nghiệp. Cho nên quốc chủ nè, rồi tình người chòm xóm màu da chủng tộc, tuy nói như vậy nhưng mà cũng là cộng nghiệp với nhau. Sở dĩ cái tình thương Đức Phật bảo mình hãy xóa giai cấp, xóa hận thù, xóa màu da chủng tộc, coi như mình bình đẳng, thì Đức Phật dạy là lúc nào cũng dạy khuyên. Nhưng mà nói chứ muôn đời chúng sanh này sao làm được điều đó. Nó đỡ là đã đỡ đối với những người tín đồ của Phật, mà nếu nghe lời Phật mà giữ được cái tâm được tới đâu thì mình mừng tới đó thôi. Ông thấy nói thì nói vậy thôi chứ muôn đời thì cái người da trắng đi, nó cũng coi mình giờ mình cũng cảm tình hơn người da đen. Ông có nhận điều đó không? Dầu là mình nói à thôi, mình đừng kỳ thị, con người là như nhau. Tôi nói theo cái kiểu ở đây nè. Ví dụ giờ ra đường tôi thấy một cái người Mỹ trắng, nó cười, nó dắt con chó đi chơi, thì mình vẫn cảm tình hơn thấy cái thằng Mỹ đen mà nó hút cái điếu thuốc bự trảng mà nó đeo cái vàng, nó đeo cái vàng, nó làm mặt một mình, con người thì đen thui đen thủi, mặc quần áo thì xanh lè hoặc đỏ huyết, cười cái là hai hàm răng nó mình hết hồn. Thì ông nghĩ cái nói thì nói vậy thôi chứ đừng có ai nói tốt mà tôi không có nữa. Không có có nghĩa là không có hiển lộ ra bên ngoài, nhưng mà thật chất ông nhìn nghĩ hay là ông lái xe ra đường, thí dụ lỡ cái xe mà lạng trước mặt ông á, mà ông bốt kèn ông vượt qua, ông thấy Mỹ trắng ông cũng cảm tình hơn Mỹ đen nữa. Ông không nhận được đó không? Thấy Mỹ đen đó mẹ nó có thằng mấy thằng mệt cái rồi chửi mấy Mỹ đen, ông thấy không? Cho nên nói thì nói vậy thôi chứ muôn đời mình cũng không có bao giờ mà gọi là bình đẳng như là Đức Phật nói gì đâu. Nhưng mà chẳng qua đó, mình đã nghe lời Phật dạy thì đỡ chút nào thì hay chút đó. Cho nên mình tu hành đó, tôi cái tất tật tôi thì nói thì không có nói kiểu. Thành ra thôi thì giờ tới tôi nghĩ vậy đó, để nói mấy em nó coi. Thì sao thầy không nghĩ như vậy thầy? Nếu mà giúp được một người, thay vì giúp một người, thầy giúp cả trăm người, thầy không thấy tốt hơn hả? Giúp có trăm người là cái chuyện thường. Còn một người bây giờ người ta không có chỗ ở, mình giúp cho người ta nhà, người ta te tua, tơi tả vậy thì mình giúp cho cái nhà đâu có tốt hơn chứ. Còn giúp trăm người mình cứu ngặt chứ đâu có cứu nghèo được. Còn bây giờ người ta quá nghèo, bây giờ cái chỗ ta không có nè, người già ta cần có chỗ ở sạch sẽ, mưa giọt đồ, nghĩ làm sao?
có những cái phương tiện phải cần, còn nói giúp 100 người thì mình đã giúp rồi, chứ giúp vậy thôi, nhưng mà mình 3 tháng giúp là không được rồi, đây không, còn làm 4 kỳ không, tôi không làm, đừng có làm lấy từ thiện làm cái nghề đó, nghe nhức đầu lắm. Tại suốt cả tuần nay ăn ngủ thì nó đâu có yên đâu, xong mấy em nó đi làm xong mình mới thấy vui á, chứ ông nghĩ đâu có ăn ngủ không có được thôi. Ý là mình làm mình không có ăn ở trong đồng nào, thậm chí mình bỏ tiền túi của mình á, mà mình còn vậy đó, còn huống chi mà mấy cái người mà nó lấy từ thiện nó làm cái nghề á. Lương tâm lương tri nó đâu nói, cho nên nó khổ đau lắm, cho nó sợ sệt lắm chứ. Nó biết là cái nó ăn lường của cái người nghèo á, ăn chặn bớt người nghèo là kiếp sau nó tàn mạng, nó biết hết chứ. Nhưng mà tại vì nó thích như vậy thôi, kệ mẹ nó đi. Mình làm mình không ăn gì của đàn na thí chủ, không có ăn chặn cái tiền người nghèo đó, mà mình còn không ăn không ngủ được cho tới khi làm rồi tôi mới nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm mà hôm qua còn hơi muốn phiền á. Muốn phiền là tại vì tôi cần mấy cái hình á, mà nó bị gì đi có 2-3 người rồi, thành ra người thì lo phát, người thì lo ghi hình chứ đâu có chụp hình. Mà tôi nói hình là tôi cần cái hình ảnh, tại vì đâu phải ai cái người cũng nào cũng biết vô mạng coi đâu, người ta chỉ cần cái hình ảnh mình gửi qua, người ta thấy ta vui, đúng đó, mình biếu quà đúng đối tượng vậy, mà không hiểu ý tôi. Thành ra hôm qua tôi cũng khó chịu, nhưng mà rồi tôi suy nghĩ thì thôi, mình khó chịu gì nó chưa hiểu hết ý mình thì thôi, về nói chuyện về, bởi vì họ không hiểu được cái đời sống bên đây, có nhiều bà già cũng đâu có biết xài mạng đâu, quả chăng lắm rồi mới biết được cái điện thoại cũ con cái nó cho mình gửi cái hình của bà coi được. Thế còn nếu ai cũng biết dân mạng thì đâu chuyện gì để nói. Không, tôi không làm nhiều đâu, 1-2 lần vậy thôi à. Đừng có bàn từ thiện từ móc kiểu cái là tôi thích là bây giờ tôi muốn cất 1-2 căn nhà cho người nghèo. Thầy bảo là còn thấy nhiều người khổ quá. Khổ thì khắp, mình giúp vậy thôi chứ cứu ngặt. Khắp cả Việt Nam, chỗ nào cũng có người khổ. Nhưng mà cứu ngặt chứ không cứu nghèo được. Cái ống nhỏ thì bỏ đâu thầy? Tôi dựng đó. Tôi dựng ngay cho cái cửa tôi đi coi, tôi dựng ngay chung nóng cây đó. Cho nên nó mình khổ chứ. Ai có duyên giúp thì giúp, mà giúp ngặt cái đâu giúp nghèo được. Rồi cái chuyện người ta ăn đâu thấy người ta cũng ấy, mà mình thêm cái lo phiền não thôi. Dù tiền bạc từ thiện mệt lắm ông ơi, nó dính tới đồng tiền, cái gì mà dính tới tiền là nó khó tu dữ lắm. Nè tôi suy nghĩ không có làm, lâu lâu rồi cuối năm thì mình giống như nhớ cái quê nhà, nhớ những nơi thôn quê hẻo lánh thì mình làm. Tháng 7 thì nhớ mấy đứa nhỏ học sinh nghèo, là nhớ ngày xưa mình từng là tụ trường, có những cái cần thiết để vui với cấp sách tới trường vậy thôi. Chứ cái đó không phải là cái việc của người tu. Đúng ra người cái đó là không phải cái việc của người xuất gia. Hình như tu học đâu có lo cứu khổ, chứ đâu có lo cứu ngặt cứu nghèo được. Nếu mà cái việc đó là việc chính thì đó Đức Phật làm, mà Đức Phật đi tu làm chi. Ở Hoàng Cung nói Phụ Hoàng, thì Phụ Hoàng bỏ ra cho ngân khố ra cho người nghèo, thì ông vua Tịnh Phạn ổng thừa khả năng ổng làm mà chứ. Hay là đi kêu gọi các nước lân bang thiếu gì mà Phật không, hoàn toàn Phật không có, đâu có nghe là Phật biểu ông vua này ông vua kia đi chẳng bằng đâu. Ông thấy hoàn toàn trong giáo lý đâu có. Thậm chí các trưởng giả như ông Cấp Cô Độc hay là bà Tỳ Sát Khư tự động làm, chứ Phật cũng nói ở Cấp Cô Độc ơi ông có tiền của đó ông đi giúp cho người ta đi, ông có, ông làm trước khi ông theo Phật nữa mà. Trước khi theo Phật cái nào mới được cấp cô độc, bà Tỳ Sát Khư được cũng vậy. Thành ra mình thấy rõ ràng là Đức Phật á, ngài chủ trương cái mục đích chính. Thành ra hôm qua tôi giảng Đức Phật chỗ Lục Tổ dạy đó, cần cái khai tri kiến Phật. Mà khi nào cái tâm ghen tị, cái tâm ích kỷ, cái tâm ma, cái tâm tà, cái tâm sân giận, cái tâm đố kỵ, cái tâm ngoan cố, khi nó nổi lên đó là mình biết lúc đó mình đang khai tri kiến chúng sanh. Còn khai tri kiến Phật á là mình có giới, có thương yêu, mình có cái nghĩ tới cái các pháp, nó là hư huyễn, nó là mộng.
mình không tham, không sân, không si, mình không có những cái, mình đem cái tâm trụ về nơi cái thân tứ đại này, thì đó giống như mình khai tri kiến Phật. Còn ngược lại không khai kiến Phật thì khai tri kiến chúng sanh này. Thành ra mục đích chính của Phật, của Tổ đó là nhằm nhắc nhở mình hãy quay về với chính mình thôi, mà đi lệch mục tiêu đó cho nên nó xa ngàn dặm vậy thôi. Con để sợ cái bụng nó đói quá không nghe được. Thì đâu đúng rồi, bởi vì cho nên Đức Phật nói nghèo mà bố thí là khó, mà già mà tu là khó. Khó lắm mà con thấy cái bụng mà đói không muốn làm gì được. Con nói thật thầy nghe vậy đó. Mình đây cũng vậy đó, ăn bữa đầy đủ vậy đó mà lúc nào đói quá mở mắt đi không đứng dậy nổi nữa này. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi ông là quốc độ nó như vậy thì ông nói cái gì hơn? Bây giờ thứ nhất á, là cái Việt Nam bây giờ, cái quốc độ Việt Nam á, giàu có thì họ bỏ ra họ mua phước. Giống như họ bỏ mua phước, các chùa ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ. Tiền họ thải ra giống như lá mùa, lá rụng mùa thu, mùa đông. Họ ngắt tiền chứ họ đâu có đếm tiền. Còn người nghèo á, thì nghèo rớt mồng tơi. Ông thấy không? Thật sự đó mình biết phần quà đâu có bao nhiêu đâu. Phần quà thật sự nếu tính ra bên đây không đủ tôi sẽ răng nữa. Thì con hiểu. Nói nó thiệt sự là 350 một phần. 350 một phần quà bên đây á. Hỏi ông đi đền mua cái bữa gì hết $5. Dạ con hiểu. Nó mua cái bữa gì $5 mà chân cúng Phật dĩa bữa 4 trái $20. Bằng 2 phần quà rồi. Thật sự ra đâu có gì đâu, mình phải cứu, mình lâu lâu làm chút vậy, ngày xuân ngày Tết để thể hiện, đó là thể hiện mình, thể hiện tấm lòng mình đối với quê hương, đối với dân tộc, đối với người cùng khổ vậy thôi, chứ nó không có nhầm gì với cái nghèo khổ của người ta hết á. Không có mình thì cái số người ta nó sống, nó cũng sống trời sinh voi sinh cỏ, dĩ nhiên là lá lành đùm lá rách. Đây là thương người như thể thương thân, hay là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Đó là những cái câu mà ông bà mình xưa nay nhắc nhở dạy dỗ vậy, thì mình bổn phận là cháu con của ông bà, của Hồng Thiên Sông Núi, rồi đệ tử của Phật, thì mình làm được gì làm, chứ nó không phải là mục đích chính của mình. Mục đích chính là mình làm sao mà con người tu phải giải thoát, phải hướng tới giác ngộ, làm được gì cho chúng sanh là làm, nhưng mà cái chính đó là làm cho chúng sanh, khơi nguồn cái tâm thức cho chúng sanh thấy được cái bản tâm của mình, đó là mục đích chính. Rồi nhiều khi mình giúp cho chúng sanh nó ăn rồi nó đâu có tu đâu, nó khổ thêm nữa, nó khổ thêm. Giống như quý thầy cũng vậy, có nhiều khi Phật tử mà cúng dường cho quý thầy nhiều quá, quý thầy quên tu. Khó khăn vậy á, chứ mà con người dễ tu hơn cái dư giả nha. Dư giả rồi cái là ỷ lại dữ lắm. Mấy nay tôi cuốc đất sao cái lưng nó đau quá, không biết năm nay tình hình vậy nó còn đủ cái sức không nữa. Sao nó đau quá, thắt lưng quá trời đau mới. Hay là tại vì hôm nay không có làm nó đau, mà nó phải ráng làm chứ không có nói là không có nói đau là không làm. Tôi dọn ở sau á. Dọn sao đặng múc đất vô mấy cái bồn, đặng năm tới mấy cái hoa, cái rau mà mình ăn mình trồng vô bồn. Còn ở ngoài này thì chỉ trồng quế với trồng ớt với trồng mồng tơi với trồng những cái đồ mình bán được á. Nó đau quá, nhưng mà phải ráng làm. Nó mày muốn đau bao nhiêu mày đau, tao cho mày đau, nhưng mà có khi nó đau có thắt lưng, không bị cái bụng nó bự á. Thành ra hôm qua giảng là rồi tính nói mà không nói. Nói cái họ nói tối ngày ông thầy ông giảng cái tôi còn không nữa. Nói tại sao tôi mập tôi già trước tuổi. Thật sự ra 30 năm ông biết tôi dường như tôi buồn nhiều hơn vui. Nhưng mà cái lòng tin đối với đạo á, thật sự là tôi tin Đức Phật. Tin Đức Phật không phải là tin Đức Phật bên ngoài, mà tin cái lời dạy của Đức Phật là chân lý. Cho nên mình thấy càng ngày càng thấy cái lời của Phật, lời của Tổ nó chân lý. Cho nên nhờ vậy mà nó không làm cho tôi sao lãng nha. Chứ thật ra 30 năm cuộc đời tôi nghĩ không có cái
dường như cái lo sợ bất an phiền muộn nhiều lắm. Bởi vì sao? Ví dụ như hồi ở Việt Nam á, hồi mình chưa có bằng á, mình đi giảng là nó cũng bò tới nó phá. Rồi thí dụ như có bằng rồi mà không bằng, bằng mà nó đâu bằng lòng, kiếm cái bằng lòng đâu phải dễ đâu, hơn người ta cũng không được, kém hơn người ta thì người ta khi dễ. Thằng đó mà giảng cái gì rồi giảng hơn á thì nó, thằng đó nó cao ngạo, nó có ông thầy đó làm vậy đó nghe, vậy chắc ông thầy đó ông bê đê, ông năm nay ông bồi lên hòa thượng ôi ông làm ôi à, bao nhiêu tuổi đó mà đi giảng đại thừa à, còn nít rồi mà mày đặt nói chuyện liễu nghĩa đó. Mà tôi hỏi ông là chừng nào tôi hết nít. Bây giờ tôi thấy thiệt á, tôi thấy ông cái hôm qua thứ sáu tôi đâu nghĩ là thứ sáu đâu, tôi nói ủa sao mà nó lẹ tới tuần dữ vậy, tôi tưởng đâu thứ hai thứ ba gì đó, sao mà ông thấy không, quay qua lại hết tuần thì chừng nào già, quay qua lại hết tuần trời, mai là tôi liều, tôi gọi là đạp bừa lên mọi dư luận để mà tôi có mặt tới ngày hôm nay. Chứ hỏi ông gặp tôi không đạp bừa lên dư luận thì ngày nay tôi cũng như lục bình trôi à, cũng hên được nước lớn thì tôi trôi lên, nước ròng trôi xuống vậy thôi à. Bởi vì cuộc đời nó phải đột phá, đột phá. Xét lại mệt mỏi nhưng mà giờ làm chơi thôi chứ biết sống ngày nào. Thành ra mới nói á, con người mình ngồi thấy cái hơi thở thở ra mà nó dài, hít vô nó dài á, là biết cái tuổi thọ nó còn lâu dài. Một khi mà con người mà thở ra ngắn, hít vào ngắn á, coi như cái tuổi thọ nó không còn bao lâu. Mà mình nhiều khi mấy người mập như vậy là ông nghĩ có nhiều khi nó mệt bất tử, đâu có thở ra hít vào, đâu có nói dài ngắn gì đâu, có khi nó đoạn cái hơi thở nữa. Nhiều khi đang ngồi nó nói thôi giờ mình luyện để mình ngắt cái hơi thở mình đi thì coi cái chứ không được, rủi đi bất tử còn bao nhiêu việc chưa xong, ví dụ vậy. Chứ nhiều khi cũng muốn ngồi thử coi có cách nào mình ngắt hơi thở mình ra đi, làm sao mình đến đời ra đi tự tại. Thế nó đủ thứ cái ngang trái mà sao con người sống không tới trăm năm mà tính chuyện ngàn năm á, sao tôi thấy mệt mỏi quá ông ơi. Ai cũng tính chuyện ngàn năm hết trơn á, muốn để lại cho đời xưa cái này, cái ở đời sau cái này cái kia nọ, sao tôi thấy hả, tôi nghe bây giờ sao tôi dị ứng nè. Nghe ai mà nói các chùa để lại đời sau là tự nhiên tôi dị ứng nè. Sếp của con là tác phẩm kinh quá. Cứ các chùa để lại đời sau mà cái đời sau nó có cái tại sao kỳ người ta, sao tự nhiên tôi nghe câu đó tôi dị ứng kỳ cục vậy đó. Cái ngã thầy lớn quá thầy, khi thầy cái ngã thầy lớn thầy muốn để lại mọi người biết, không phải kiếp này biết thầy mà kiếp sau phải biết thầy luôn đó, là đi vào là như vậy đó. Mà có cái gì gọi là cái ngã đâu, thì kể nếu mà nói như thầy thì không phải cái gì mà của tôi không có cái gì cái ngã đâu, cái ngã là cái gì. Mà người Mỹ nó có cái câu là của tôi là cái đáng ghét, cái tôi là cái đáng ghét, thì cái gì là ngã đâu. Mà bởi vậy tự nhiên là hãy nói, đừng nói hồi cái tôi nổi nóng, tôi phan à. Hả, tôi nghe ai nói là cũng ngã đó thầy, cũng ngã đó thầy, đừng nói ngã đó, đó là ngã đó, phan là ngã đó thầy. Cái chùa để là đời sau, mà đời sau được cái gì ở ngoài đời, tao nói là cháu con nó có phước của cháu con. Mình đừng vì cháu con mà làm thân trâu ngựa. Đó là ngoài đời đó, người ta còn biết đạo, người ta còn nói vậy đó, biết cái đạo lý của thế gian á. Thì tu rồi Đức Phật nói rồi, nhất thiết pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như cà thác bà, như thủy trung nguyệt, như ba tiêu. Bạn đưa ra 10 thứ đó, 10 thứ ví dụ đó, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càng thác bà, như thủy trung nguyệt, như ba tiêu. Nói gì nó tự nhiên quên nghe này. Đó 10 thứ đó. Còn nói trong kinh Kim Cang thì nó có mấy thứ à, có 7-6 thứ à, nhất thiết hữu duy pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, ứng tác, cái thị quán thôi. Chứ còn nói đủ là phải còn như cây ba tiêu, như là cái chuối á. Như thủy trung nguyệt là như trăng dưới nước á. Có gì đâu. Thật sự ra đó, để giải thoát giác ngộ cuộc đời này không phải dễ. Thành ra Đức Thích Ca ngài mới thấy là cái nghiệp của chúng sinh này không phải dễ đâu, nhưng mà
thay đổi được chút nào thì hay chút đó, đừng ai mà nói mình thay đổi hết đó. Nên giờ tôi làm sao mà mình coi như chắc chắn là đời sau tôi làm thầy tu nữa. Hồi đó tôi nghĩ thầy tôi ông nói khi mà ông cắt chùa cực khổ quá đó, dưới quê mà khi mà cái năm đó bị cù nó đi, gọi là ta kêu là cù lá đó, ở dưới quê ta gọi là nhiều thứ tiếng lắm. Có người thì gọi là gió bão khu gió cuốn, người thì rồng hút, có người thì nó bị cù lá đó, cù lá cù. Lúc đó cực khổ, xong chưa? Xong rồi tiêu rồi, giờ là cái gì? Còn nhiều việc làm đó, vô với nước đi rồi tiêu. Cho tôi nói chuyện, cái thầy tôi nói các cái chùa các cháu muốn nó sẽ đồ lành đấy, các cái chùa cực khổ quá thôi, kiếp sau tao không làm thầy tu nữa đâu, tao coi cái gia đình đại gia nào đó tao chui vào tao làm đại gia đi. Không thằng. Không làm thầy tu, không làm thầy tu làm đi cô à? Không thầy, không thầy tu nữa. Nên tao coi gia đình nào đại gia đó cái tao chui vô, rồi thằng nào tu tao đi lấy tiền tao cho các chùa, ý ông thầy tôi nói vậy đó. Nhưng mà nghĩ tôi mới nói vậy là chắc đó. Nhưng mà gặp một vị hòa thượng nói cái kỳ đó tôi mới nói không có con không có cúng, con lại cúng thầy con mà con không có lại cúng cung vì thầy con nói là thầy con chết rồi, thầy con kiếp sau không có làm thầy tu nữa, vô coi cái nhà đại gia nào thầy đầu thai vào đó để thầy ủng hộ cho mấy thầy cắt chùa, vì thầy con cắt chùa cực khổ quá. Rồi hòa thượng nói là phải dễ con, đâu phải dễ đâu ông. Nói là chuyện của mình nói, nhưng mà do cái ý thức mình, cái lúc mà hòa thượng gặp cái lúc ông chết ông thay đổi cái ý thức ông sao, chứ không phải dễ. Còn chuyện mình nói mình cứ nói, nhưng mà quan trọng cái cận tử nghiệp á. Thôi để tôi xuống nhà cho ông làm để nói chuyện hết.